dàn sao họp hội đồng chuyên môn ngôi sao của năm 2022. Lý Hải, Lệ Quyên, Thanh Hằng, Nguyễn Hồng Thuận và Đỗ Mạnh Cường vừa tham gia buổi họp hội đồng chuyên môn trước thềm lễ trao giải ngôi sao của năm 2022. Buổi họp diễn ra tại Concern Restaurant. Ca sĩ Lệ Quyên, đạo diễn Lý Hải và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Giám khảo Thanh Hằng đến sớm. Cô diện xét đồ gợi cảm, khoe vóc dáng sexy, phong cách thời trang cá tính. Thanh Hằng sinh năm 1983, hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và nhà sản xuất phim. Được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu người mẫu qua ảnh 2001, cô nhanh chóng gây ấn tượng trên sàn diễn thời trang và giữ vững vị thế một trong những người mẫu hàng đầu Việt Nam suốt hai thập kỷ qua. Người đẹp cũng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh như Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Những nụ hôn rực rỡ, Mẹ chồng, chị em. Nhờ khả năng chuyên môn và sức hút bền vững của mình, Thanh Hằng được mời ngồi ghế giám khảo một số mùa Việt Nam Next Top Model, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, làm huấn luyện viên The Face Việt Nam 2018, cũng như trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn. Tại ngôi sao của năm 2022, cô là giám khảo thành viên hội đồng chuyên môn đưa ra nhiều nhận định sắc sảo. Nổi bật tại sự kiện, giám khảo Lệ Quyên mang đến sự tươi mới, giàu năng lượng. Cô nhí nhảnh tạo dáng với bộ đầm hoa màu sắc, khoe vòng eo 58cm. Lệ Quyên tỏ ra hào hứng với hai hạng mục giải thưởng ngôi sao mới và Hot Kid. Nữ ca sĩ cũng đóng góp nhiều ý kiến khi bình chọn ứng viên cho hạng mục ngôi sao tài năng. Ca sĩ Lệ Quyên sinh năm 1981 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 2004, cô phát hành album Giấc mơ có thật với nhiều ca khúc hit Hãy trả lời em, Tuấn Nghĩa, Thôi đừng chiêm bao tường văn. Năm 2009, cô vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và theo đuổi dòng nhạc xưa. Từ năm 2010, ca sĩ phát hành chuỗi ấn phẩm nhạc mang tên Khúc tình xưa. Năm 2019, Lệ Quyên tổ chức live show Quy Show 2 kỷ niệm 20 năm ca hát. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhận định thị trường giải trí trong nước đang dần khởi sắc sau dịch. Nhờ vậy, các ứng viên góp mặt trong hạng mục đề cử ngôi sao của năm theo anh đa dạng và triển vọng. Anh thấy vui, được trân trọng khi nhận lời mời làm giám khảo chương trình. Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành thiết kế thời trang của trường nghệ thuật Chambre Syndicale de la Couture Parisienne tại Paris. Sau đó về nước và phát triển thương hiệu cao cấp do Manh Cuông. Từ năm 2007 tới nay, anh đều đặn ra mắt các bộ sưu tập với những show diễn cá nhân có quy mô lớn, chi phí đắt đỏ, quy tụ các ngôi sao hàng đầu. Năm 2020, Đỗ Mạnh Cường cùng bạn đồng hành CEO Phạm Huy Cận ra mắt thương hiệu SISBO lấy cảm hứng từ 6 người con anh nhận nuôi ở thời điểm đó. Hiện tại, anh là ông bố của 10 con. Giám khảo Lý Hải bận rộn ngày cuối năm vẫn thu xếp có mặt tại buổi họp hội đồng chuyên môn. Anh được bà xã Minh Hà đi cùng chăm sóc và hỗ trợ công việc. Lý Hải sinh năm 1968, làm nên tên tuổi trong vai trò ca sĩ nhưng thực tế anh là dân diễn xuất được đào tạo bài bản. Trong âm nhạc, Lý Hải ghi dấu với chuỗi dự án Trọn đời bên em gồm 10 đĩa nhạc, phong cách tình ca cùng loạt MV được dàn dựng như nhiều phim ngắn ghép lại thành một phim dài. Trong đó, anh chơi lớn khi dàn dựng loạt cảnh đánh đấm, rượt đuổi, đua xe, cháy nổ. Còn khi trở lại với điện ảnh, Lý Hải gây dựng thương hiệu riêng mang tên Lật Mặt. Anh nuôi tham vọng thực hiện ít nhất 10 phần của chuỗi phim này. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận là một trong các thành viên hội đồng chuyên môn. Anh là chủ nhân nhiều ca khúc góp phần làm nên tên tuổi các ca sĩ nổi tiếng như Tìm Lại Giấc Mơ Hồ Ngọc Hà, Kem Dâu Tình Yêu One Bi Tuấn Anh và Tóc Tiên, Điều Ngọt Ngào Nhất Cao Thái Sơn. Bên cạnh sáng tác, Nguyễn Hồng Thuận còn là giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình lớn. Anh cũng là số ít nhạc sĩ thực hiện live show xuyên nước Mỹ. Trong buổi họp, các thành viên hội đồng chuyên môn đưa ý kiến sôi nổi để tìm ra những ứng viên xứng đáng trao giải hiện tượng giải trí, mỹ nhân của năm. Fashion Icon, Hot Kid, ngôi sao mới. Điểm đánh giá từ ban giám khảo sẽ cùng lượt bình chọn từ khán giả quyết định các cá nhân, tập thể chiến thắng ở từng hạng mục giải thưởng. Ngoài các hạng mục này, dàn giám khảo còn bình luận về hạng mục ngôi sao tài năng ở các lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh, thời trang để tìm ra 3 gương mặt xuất sắc trong năm.